Sáng 25 tháng 8, báo Quân đội Nhân dân phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức trao giải tháng 7 năm 2021 cuộc thi viết Nhật ký đối mặt COVID-19. Dự lễ trao giải có các đồng chí: Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân; Đại tá Ngô Anh Thu, Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Cùng dự có ông Đỗ Văn Kiên, đại diện tập đoàn Hưng Thịnh thay mặt cho các đơn vị đồng hành cùng báo Quân đội Nhân dân; đồng chí Nguyễn Thắng Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phương Liệt, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tác giả bài viết đúng là phóng viên quân đội, đoạt giải 3 cuộc thi viết Nhật ký đối mặt COVID-19 tháng 7 năm 2021, đại diện cho các tác giả đoạt giải cuộc thi lần này. Trên cơ sở lượt truy cập bài viết trên báo Quân đội Nhân dân điện tử và lượt like, đánh giá, bình chọn trên mạng xã hội, ban tổ chức đã lựa chọn 4 tác phẩm trao giải. Giải nhất được trao cho tác phẩm Cảm ơn các chiến sĩ của tôi, đăng ngày 22 tháng 7 năm 2021, tác giả bác sĩ Võ Đức Chiến, giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh. Giải nhì được trao cho tác phẩm Tiếng gõ cửa giữa đêm khuya, đăng ngày 4 tháng 7 năm 2021, tác giả Trung tá Nguyễn Văn Nam, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Bộ đội biên phòng tỉnh Long An. Giải ba được trao cho hai tác phẩm Tình nguyện làm người vận chuyển trong tâm dịch, đăng ngày 8 tháng 7 năm 2021, tác giả Nguyễn Trọng Thanh, tên thường gọi là Nguyễn Tuấn Anh, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Đúng là phóng viên quân đội, đăng ngày 27 tháng 7 năm 2021, tác giả Nguyễn Thắng Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phương Liệt, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Phát biểu tại lễ trao giải, Đại tá Ngô Anh Thu cho biết, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch, ban tổ chức mong muốn đón nhận những câu chuyện, tình cảm chân thật từ chính những người trong cuộc để khắc họa những công việc đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, chiến đấu với dịch COVID-19. Qua 2 tháng phát động, đến nay, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng rộng lớn trong xã hội. Các cơ quan báo chí khác cũng đã tổ chức những cuộc thi, chuyên trang, chuyên mục tương tự. Sức lan tỏa của cuộc thi giống như một liều thuốc tinh thần bên cạnh sự nỗ lực của đội ngũ tuyến đầu chống dịch. Cuộc thi nhật ký đối mặt COVID rất là ý nghĩa, không chỉ dành cho cái đối tượng là phóng viên, những cái người làm báo, mà nó lan tỏa được đến tất cả những cái người dân cũng như là những cái chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Họ nói được ra, họ được động viên, tất cả những cái người dân người ta có thể đọc được và người ta hiểu được cái những cái công tác phòng chống dịch. Được đoạt giải rất là vinh dự với cái tinh thần chống dịch như chống giặc. Báo đã có những cái nội dung như vậy thì cũng rất là tốt trong công tác tuyên truyền rộng rãi cho người dân hiểu được và nắm được. Đấy, người dân cũng ghi nhận rất cao. Theo ban tổ chức cuộc thi, do đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch, các tác giả khác không tham dự nhận giải sẽ được ban tổ chức gửi bằng chứng nhận và giải thưởng theo địa chỉ các tác giả đã cung cấp.